Luca và Rin Tấn Kiệt là cặp đôi được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền. Thế nhưng cả hai vẫn liên tiếp khẳng định chỉ là bạn bè khiến ai nấy đều không khỏi tiếc nuối. Cho đến mới đây, netizen còn phát hiện ra hit chứng tỏ cả hai đang đi du lịch chung. Lại còn tung ảnh siêu ngọt lên trang cá nhân, thế là tin đồn hẹn hò một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Trước loạt bàn tán từ cư dân mạng, mới đây Luca đã có động thái đầu tiên. Nữ diễn viên đăng ảnh diện đồ ôm sát, khoe body chuẩn chỉnh đến kèm dòng trạng thái: nụ cười anh làm em chói hết cả mắt. Dưới phần bình luận, netizen liền khẳng định chắc nịch anh mà Luca nhắc đến trong câu chính là Rin Tuấn Kiệt, bởi trước đó cả hai từng lộ hit đi du lịch chung. Nhìn phong cảnh cũng có thể đoán ra Luca đang ở một bãi biển nào đó trùng khớp với những tấm hình gần đây của Rin Tuấn Kiệt. Cả Luca và Rin Tuấn Kiệt đều đăng tải ảnh đi biển. Trước đó Luca còn chia sẻ sorry ngọt ngào thả thính ngọt liệm ai đó. Netizen đang mong chờ ngày Rin Tuấn Kiệt và Luca chính thức công khai hẹn hò.